Chào các bạn, chúng tôi là những thành viên đến từ Vĩnh Long. Cố gắng làm cho cái show đi diễn đêm đi tốt đẹp và khán giả sẽ được bốc lửa cùng chúng tôi. Và mới và một phần nặng mạnh mẽ hơn, và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đến với ủng hộ với nhà rất nhiều. Ở đây chúng tôi sẽ ra mắt một sản phẩm mới nhất và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ. Lần đầu tiên về khúc show rock của anh em từ tổ chức phối hợp với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thì tất cả chương trình Burning Night thì có tất cả là 4 band và anh em cũng đang tập rất là mạo mẽ chờ cái ngày cao và được cả nhà mạnh thường quân quan tâm tới. Các ban nhạc cố gắng tập luyện rất là tốt để chuẩn bị cho show sắp tới.